Rồi, alo, hãy đang chờ anh em mình nha. Thì hôm qua mình có nhận được một cái tin nhắn của một người bạn nha. Thì nói em cũng nuôi gà và đam mê nuôi gà nha. Nhưng mà dạo gần đây thì nuôi gà lên được nhiều rồi, nhưng mà cái đầu ra thì không có. Và em bắt đầu nản nha. Rồi thì bên cạnh đó, người bạn này có hỏi luôn là hiện tại và tương lai cái con gà nó sẽ đi về đâu, và anh em mình nuôi gà có còn ngon ăn như ngày xưa nữa hay không nha. Thì thật sự mình cũng trả lời cho tất cả các anh em mình luôn nha, chứ không phải một bạn này không đâu, và bản thân mình cũng vậy luôn nha. Những cái lúc á, mà anh em mình á, mà nuôi gà lên nhiều nó rồi giao dịch nói chung là liên tục thì mình cảm giác là rất là phấn khởi, rất là vui ha. Nhưng mà cũng có một khoảng thời gian nào đó thì mình cũng phải bị sững lại nha, chứ không phải cái lúc nào mà mình bán cũng ngon lành đâu đó. Cho nên anh em mình đừng bao giờ nản, điều đó là sự thật nha. Còn những anh em nào mà mới nuôi rồi giờ gà mới lên nhiều thì mình chưa có thị trường mà cũng không biết được là cái mẻ của gà của mình nó đã hay hay không nha. Có thể là anh em mình ở một cái trình độ nào đó, một cái đẳng cấp nào đó nó chưa đáp ứng được cái thị trường và chưa có cái nhiều cái mối, cho nên anh em mình còn ùn ứ hàng nha. Thì cảm giác là nó áp lực, là mình nuôi nhiều nhưng mà đầu ra thì không có, dẫn đến nản. Nếu mà anh em mình nản thì rõ ràng là cái sự đam mê của anh em mình chưa đủ lớn nha. Còn những anh em mà đam mê, cho dù nuôi hai ba con gà thì người ta cũng là dạng là đam mê nha, tuyệt đối chứ không bị nản nha. Ví dụ giờ mình nuôi nhiều lên, mình cần số lượng để mình giao dịch, nó cái phần đó chưa gọi là đam mê nha. Chủ yếu là mình mê tiền thôi, mình nuôi gà để mình bước vô cái môn chơi này để mình cung cấp gà cho anh em nha, và mình thu tiền lại, chưa gọi là đam mê nha. Mình chỉ mới đam mê chăn nuôi kinh doanh vậy thôi nha. Còn những anh em thật sự đam mê, người ta không có vốn, không có diện tích thì người ta vẫn đam mê, ta nuôi một hai con gà người ta thỏa cái tính đam mê của người ta cũng được nữa nha. Còn anh em mình có đam mê nhưng mà đam mê chưa đủ lớn, và chủ yếu là mình hướng tới cái những cái mối, những cái khách hàng để mình giao dịch mà thôi. Cho nên một khi mà không giao dịch được đó thì anh em mình sanh ra nản nha. Nhưng mà hiện tại và tương lai sau này thì anh em mình nhìn về quá khứ đi, những cái con gà hay, gà giỏi, những bổ mẻ hay giỏi nha, thì luôn luôn được cái giới anh em chơi gà người ta săn đón rất là nhiều, nói thẳng ra là không đủ hàng giao nha. Còn nếu mà nhìn sâu xa hơn nữa thì cái môn chơi đá gà này từ xưa tới giờ nha, từ thời ông cha mình tới giờ là cái con gà nó chỉ lên giá không chứ không có rớt giá nha. Và cái số lượng người chơi càng ngày càng nhiều, trong đó thậm chí con gái phụ nữ cũng, người ta cũng cũng đam mê gà, người ta cũng nuôi gà, và người ta cũng có những, mình có gặp những trường hợp người phụ nữ vẫn ôm gà đi chơi bình thường đó. Cho nên cái môn này mình thấy nó rất là văn hóa, rất là truyền thống nha. Cho nên cái môn này và anh em nào nuôi gà đó thì đừng có nản. Thí dụ bây giờ mình không có kinh phí nhiều, nó chuồng trại mình cũng nhỏ thôi thì mình nuôi ít đó, và một khi bổn mẻ của mình đã hoàn thiện rồi, đá giỏi đá tốt rồi, có nhiều anh em mối mang biết rồi, thì tới lúc đó anh em mình không cần sợ lo cái đầu ra nữa nha. Thì cái người bạn này hỏi như vậy nha, thì có thể trong lúc này người bạn này có thể là cái đầu gà không có, gà nó ồn ứ, mưa gió nhiều, nuôi hơi cực nha, rồi hơi nản. Nhưng mà không sao nha, bản thân của mình cũng vậy thôi. Trong những cái tháng này thật sự là cũng hơi, mình hơi khó ra nha, đầu gà cũng hơi kẹt. Nhưng mà con cái bộ mẻ nó ổn định rồi thì anh em cứ bắt hoài tới à, anh em đừng có lo. Còn cái đam mê, nói đam mê thì phải thật sự là đam mê nha. Đôi khi mình chỉ cần một hai con gà hay, một hai con gà giỏi, không phải là mình coi nó như là một con vật bình thường nữa nha, mà mình coi nó như những người bạn tinh thần của mình vậy đó. Nó
Và đặc biệt là mình rất là hãnh diện khi mà được những cái con gà hay, mình sở hữu được những con gà hay, gà giỏi, gà đẹp nha. Thì cũng không có cần gì yêu cầu anh em lại uống nước trà, uống cà phê, nói chuyện rồi chơi, mình phe mấy con gà mình vậy đó, là cảm giác mình thấy hãnh diện với anh em, với anh, với cái đồng nghiệp của mình mà đang sở hữu cái đam mê mà chơi gà nha. Thì ở đây là cái nội dung mình chỉ tâm sự với anh em mình, đặc biệt là những anh em đang, đã và đang nuôi những cái con gà mà đang kẹt cái đầu ga, thì cứ đừng có hoang mang nha, thì mình cứ nuôi bình thường thôi, rồi khi nào ga được thì ga, mà già đến một thời điểm nào đó mình đã khẳng định được cái vị thế của mình rồi, mình đã khẳng định được cái bổn mẻ của mình rồi, chất lượng rồi, thì anh em tới lúc đó chỉ có nuôi gà, lo nuôi gà thôi nha, không cần lo đầu ga nữa nha. Rồi tới đây thì cái nội dung video Hải xin kết thúc nha. Chúc anh em mình nuôi gà thành công.